Rồi rồi. Không mua đồ nữa. Nâng e này. Không mua đồ á? Không mua đồ đúng không? Đúng rồi. Anh em chưa đặt thùng xem kẽ nhá. Rồng hay là gì? Rồng hay rồng hay rồng. Đặt thùng xem kẽ. Từ 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 đợi Đức tí. Đức tìm xem cái nút ngừng đánh ở đâu nhỉ? Trò chơi còn kéo xuống dưới à? Có chút ngừng đánh. Nút ngừng đánh ở đâu nhỉ? Trò chơi này. Dưới này. Không, đấy là tự động đánh. Cái nút ngừng đánh thôi. Tím tắt xong rồi. Cái gì? Di chuyển nó có chút từ vị trí ấy. Là sao? Tí. Từ từ đợi tí, cứ chờ chờ tí. Di chuyển từ vị trí ấy. Di chuyển này, xong rồi giữ vị trí à? Giữ vị trí. Xin cái cắm mắt nào, xin cái cắm mắt nào. Mắt ra đây, mắt ra đây. Để Đức chém thử xem có không. Này. Ok. Được chưa? Nó là nó không bấm A, có hẹn bấm A là nó đánh vào thùng người. Nó là nó không đánh vào thùng người. À không, cái thùng xoay di chuyển được. Đấy nhá, tôi được đến 1 phút 45 mà tôi đặt cái đầu xong rồi đến không, xong rồi đến tôi nhá. À, chờ. Từ, chém đi. Cô đứng. Vãi chơi xấu quá. Đây, chém tôi cái. Không, dối đéo chơi. Ê! Đấy. Bảo là mất thằng tôi. Ra đây. Địt mẹ, tôi quên mẹ mất. Thấy ngay. Tránh ra, đi tránh ra. Ai! Này. Này. tám giây, 7 giây, 6 giây. Tôi đặt. Anh rồi. Chó cua này cút. 5 giây. Thế là không được em trí rồi. Đừng tránh ra. Ây. Thế là sao giả chết chưa? Lúc bây giờ thua thì là em chí của mình rồi, mình phải chơi được. Đi ở đây. Trời ơi. Ra tiếp phục thủ. Ở đây nó không tăng cái gì đâu. Ao không. Nó có chỉ số thế mà ấy. Thế thì mua đồ đi, cho nó nhiều máu. Không cần mua. Đức phải về lấy giày á. Đức có chăng phục vụ mạnh lên đây sao ấy. Cười luôn đi. Ờ.
Đâu rồi? Rồi. Tôi chưa nhá. Một. Tôi vừa đặt xong. Ơ? Tôi khen hói này. Tôi đánh cái quay của ông. Đi đang muốn đi chuyển đường gần. Ờ, đang ngồi. Đánh ra. Đấy ơi, đúng ở đấy. Hỏi để đánh dương một mình. Hơi xấu à? Ông đứng ở đấy thì sao mà tôi đánh được? Ôi chấm. Ê. Ông mà đứng xa ra, ông mà đứng ra chơi cái gì ấy. Anh tưởng không phải. Tôi, bà đấy. Đứng xa ra, tôi bẩn đấy. Này thì bẩn này. Ôi, sao đánh trường vào đấy vậy? Anh hỏi lại. Trả lâu quá. Đấy. Nói nhiều. Anh hỏi đi bây giờ. Anh hỏi à. Bạn lại đâu. Mình như nhau với nãy anh em mình cũng thế. Đây. Đây. À, con cua này sẽ giúp sức cho Khang vì Đức sẽ đánh con cua. Ui, Đức phải không? Đức đi. Hãy đưa trái. Phải. Ui, không biết nào được. À! Đức. Chúa. Đánh ra, đéo làm thế. Tiếp theo. Đánh ra làm thế là đánh kiểu của mình. Đéo ơi, đứng vào trong đấy, tôi không đánh được. Thế á? Ừ. Ui, mình chú bố rồi. Đấy cả đánh thằng mình hơi nhiều. Đây, xa chưa? Xa chưa? Đây, xa chưa? Ôi đi! Cho tôi bấm mất cái thùng mất. Con mẹ ơi! Đúng, bằng nhau mỗi thằng cái thùng phát. Bằng nhau. Con mẹ ơi! Rồi đứng ra cạnh cái thùng nữa. Trời ơi, đi cười. Đừng quay máy. Được rồi. Đi dưới này thôi. Ừ, chạy đi đâu nào. Cái bắn. Để chưa sạch thôi.